Gần đây, nhiều người trẻ dành thời gian công sức cho terrarium, thú chơi cây cảnh trong lồng kính. Với việc thu nhỏ cả một hệ sinh thái trong bình chứa, thú chơi đem lại cảm giác thư giãn, bình yên cho những người yêu thích thiên nhiên, nhưng đồng thời đòi hỏi người chơi sự tỉ mỉ, công phu trong việc chăm sóc. Hãy cùng tìm hiểu trao lưu thú vị này qua phóng sự sau. Là một trong những người đầu tiên mang thú chơi terrarium về với Huế, anh Đặng Việt Cường luôn là người đi đầu trong việc sáng tạo những mẫu terrarium mới nhất trên thị trường. Các nguyên vật liệu để tạo hình đều phải nhập hàng từ các tỉnh thành khác, nên cách chăm sóc cũng rất công phu và tỉ mỉ. Để chậu cây có thể sinh trưởng tốt, thì quá trình chăm sóc ban đầu giúp hệ thực vật thích nghi với khí hậu ở Huế là yếu tố cực kỳ quan trọng. Từ việc set up cho đến khi mà mình chăm sóc á, thì là nó chỉ sống trong một cái môi trường kín, nó chủ yếu là tuần hoàn. Sau một vòng tuần hoàn lên xuống của hơi nước, bốc hơi nước lên và xuống, thì nói chung một tuần thì mình phải xịt cho nó, xịt ẩm cho cấp ẩm cho nó một lần, và ánh sáng từ 6 tới 8 tiếng trên một ngày. Thì quá trình đó thì trong quá trình khi mà mình chấm thì cây ra độ tầm cỡ nửa tháng đến một tháng cây sẽ phát triển, mình cắt tỉa bớt đi thì nó tạo ra một cái ánh sáng cho cái môi trường sống nó được ổn định hơn. Nếu như cây trồng bình thường chỉ cần ánh sáng, nước, đất thì terrarium thử thách người chơi bởi sự tỉ mỉ và kiên trì. Với mỗi loài terrarium cũng cần những cách chăm sóc riêng biệt. Đối với terrarium mở, cần đảm bảo nguồn dinh dưỡng, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ và sự thông thoáng phù hợp để các loài thực vật sinh trưởng và phát triển. Còn đối với terrarium kín thì chậu cây hầu như đã đầy đủ các yếu tố cần thiết cho sự phát triển của các loài động thực vật trong đó. Loại hình này thích hợp trong các cây như rêu, dương sỉ, cần ít ánh sáng và phù hợp để nuôi các loài bò sát, sâu bướm, cá cảnh. Tùy vào sở thích và cách bài trí của người chơi. Terrarium này là một mô hình khá mới mẻ ở chỗ em. Thì nó gọi là một cái phong cách chăm sóc tự nhiên. Mình chỉ cần vệ sinh và chăm sóc rất là đơn giản. Mỗi lần mà đi làm về thấy căng thẳng như mệt mỏi là mình sẽ gắm cái bể thấy cũng rất là thoải mái. Mình cũng mới bắt đầu tìm hiểu và nói chung là cũng đang là tham khảo thì thấy cũng rất là thú vị, phản ánh đúng cái tự nhiên của rừng rồi là cây xanh, cảm thấy rất là thanh tịnh, rồi là thú vị. Nói chung là nó xua tan đi những cái mà mệt mỏi công việc thường ngày á. Chơi terrarium tưởng đơn giản mà lại phức tạp vì người chơi thường nghĩ ra nhiều cách trang trí sáng tạo để hệ sinh thái trong bình thủy tinh trở nên phong phú và chân thật, sống động như tự nhiên. Ngoài tính thẩm mỹ, terrarium còn khá rẻ và phù hợp với bất cứ không gian nào. Với chi phí từ vài trăm đến vài triệu đồng, người chơi có thể tự làm hoặc đặt mua những chậu terrarium theo sở thích. Nhưng bạn nào khéo tay thì còn có thể kinh doanh những sản phẩm terrarium do chính mình làm ra. Em thích chơi loại hình này tại vì mình có thể ngắm nhìn thực vật phát triển. Có một mô hình như thế này ở nhà thì có thể ngắm nhìn thiên nhiên giống như một khu vực của thiên nhiên vô trong nhà, cảm giác rất là thoải mái. Sau một ngày stress công việc thì chúng ta có thể thư giãn bằng cách ngồi ngắm nhìn những chiếc bình terrarium của mình. Dù cuộc sống bồn bề tấp nập, những khoảnh khắc chăm sóc và ngắm nhìn vườn cây xanh mát thu nhỏ trong bình thủy tinh mang đến cho mọi người cảm giác an yên và thư giãn. Mỗi ngày ngắm nhìn những mầm cây mới mọc lên, những bộ rễ nhỏ xíu đang vào nhau và không ngừng sinh trưởng trong bể kính. Những người trẻ càng nuôi dưỡng thêm tình yêu với thiên nhiên và cảm nhận một hệ sinh thái xanh ngay trong không gian sống của chính mình.